Thưa quý vị, những cột khói lúc đen xì, lúc trắng đục bốc cuồn cuộn lên trời xanh rồi tỏa xuống khu dân cư. Đêm đến ngọn lửa như thiêu đốt, sáng rực một góc trời cùng khói bụi. Từng cuộn khói độc hại ấy đã bức tử cả một làng quê Thanh Bình, là những gì mà người dân tại xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội phản ánh đến chương trình Alo Đường Dây Nóng. Phóng viên của chương trình đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc. Hố chôn lấp chất thải rắn đội 7 xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội lúc nào cũng sáng rực một góc trời. Lửa cháy ngùn ngụt, khói, bụi và mùi khét bao trùm cả khu dân cư của hai thôn Định Quán và Thượng Cung. Buổi tối bắt đầu thì 5 giờ bắt đầu, một cuộn khói lên rất là kinh khủng. Thứ nhất chúng tôi là hội cao tuổi và các cháu đóng cửa thật chặt thì nó vẫn cứ luồn khe cửa vào. Hiện nay sức khỏe là chúng tôi bây giờ rất là gay go và các cháu nhất là thế hệ trẻ. Theo người dân, tình trạng ô nhiễm môi trường do đốt chất thải rắn tại đây đã diễn ra gần chục năm nay. Chất thải được đốt là của thôn Chát Cầu, làng nghề sản xuất chăn gà gối đệm. Chất thải chủ yếu là vải vụn và mỗi ngày có hàng trăm xe chở ra đổ như thế này. Rác ở đây thì chủ yếu là xuất thân là từ cái làng nghề chăn gà gối đệm của các hộ sản xuất, họ chuyển ra họ đổ. Cái bãi rác này thì đổ 100-200 xe và không qua một khâu phân loại xử lý nào, mà cứ sử dụng bằng cái phương pháp thủ công là đốt trực tiếp và khơi lên mùi khói, mùi khét cho những làng xung quanh như là thôn Thượng Cung, thôn Định Quán và thôn Tam Đa, Bạch Lao ở xã Thanh Oai. Thế mỗi ngày em chở bao nhiêu chuyến ra đấy? Mỗi ngày trung bình tầm 4-5 chuyến. Thế những cái bao tải đấy là những cái gì? Bao tải đấy là tải rác đổ đi. Rác đổ đi à? Thế không còn chỗ nào đổ mà phải đổ ra đây? Không, em ở đội 7 thì em đổ ra đây. Thế khi mà đổ ra đây thì đã hỏi chính quyền xã hay gì chưa? Em có. Có nghĩa là có một ông Minh ở đây, ông thầu bãi này rồi. Có một chuyến chở mình cứ sang trong mình đổ hàng thì cứ một chuyến thì 20.000 cứ đưa trong là mình thấy mình đổ. Hiện nay tôi đang đứng tại bãi rác của đội 7 xã Tiền Phong, huyện Thường Tín. Hàng ngày thì có hàng trăm chiếc xe công nông chở rác như thế này và đổ rác tại đây. Rác được đốt ngay tại đây và không qua một quy trình xử lý nào. Vì vậy mà điều này đã gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe của những người dân nơi đây. Chỉ cách bãi rác thải vài trăm mét, hàng ngày những hộ dân ở đây luôn phải sống trong cảnh cửa kín then cài. Thậm chí nhiều lúc còn phải đeo khẩu trang bởi không thể chịu nổi. Như gió Tây thì rất ngày là phải đeo khẩu trang, mà coi như là những các cái lúc mưa mà nó ập xuống ấy thì không thể nào mà chịu nổi được. Chúng tôi ngạt thở, không thể thở được. Càng các đứa, các cháu trẻ con cứ độ vài ngày các cháu là lại ốm một lần. Thế mà bản thân tôi thì già thì cũng cứ suốt ngày ho, mà hiện nay bây giờ là cũng đương ho về khói lò mấy ngày hôm vừa rồi, mưa nó ập xuống. Coi như là cứ kịp thở là gia đình nhà tôi lúc nào cũng đóng cửa hết. Nhiều khi gió nó quẩn nó đưa vào mà tôi làm ngủ nói thật với các anh các chị là còn phải đeo cả khẩu trang, mà còn hiện thực tế là còn phải đắp cả cái chân mỏng nữa để mà trùm kín, nhưng cũng không thoát khỏi được những cái mùi khói khét khó chịu lắm các anh các chị ạ. Được biết tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân xã hay tiếp xúc cử tri, người dân thôn Định Quán, Thượng Cung đều kiến nghị Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong, Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín và các cơ quan chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng đốt chất thải tùy tiện tại Chát Cầu. Thế nhưng, hoạt động đốt rác vẫn diễn ra từ năm này qua năm khác, gây bức xúc trong nhân dân.